Hãy
chân chân tay lạnh nhá. Một quả đâu, ai bảo quả hay hai quả thế thì đẹp quá. Nước không có nước à? Không, nơi trong phải ra chợ trương để mua đấy. Nơi trong phải ra chợ trương để mua đấy. Con làm mẹ. Con đi đơm đi hút cá. Chợ Tân Sinh. Chợ Tân Sinh. Việt Nam ý thức ghê.
chatting. Thank you.
Thank you.
chỗ này chín thôi chứ còn bên kia lại chưa chín. Tiền đây, tiền giữa đây. Ừ. Đủ rồi. Cô xin nhá. Ừ. Nào. Đấy. Đủ giữa đấy. Nào. Còn nhấc người ta nhấc cái ba này xuống chân nữa đi nào. Mà điều ơi, mua.
này bán là nhiều lắm. Bà Điều ơi, mua không? Anh nhá, anh nhá. Đang nó lên rồi. Đó. Quên. Ừ. 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 Ừ
Còn 2 cân chiếu cho bạn này 1 liều. Còn 2 cân chiếu cho bạn này 1 liều. Bao nhiêu bán được bao nhiêu đấy? 5 liều. Câu ấy thì đắt thì có bán mặt. Thì vỏ trong này nó ấy chứ là
được rồi. Rồi nha. Đủ chưa bà? Đủ rồi đấy. Bà có xin nhé.
Lần này cũng quá to thật. Ta lại giống mấy cây kia nữa nhưng mà không biết có phải cái giống đấy không. B hả? Không bạn, được rồi. Khiêng khiêng. Vừa đây rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thì tao cũng mua thế. Tao mua một con đẹp hơn một con to bên này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cổ cho bà nó ra. Ở nhà này ông ơi.
Em bắt được quả này. Quả này bắt được nhưng mà bẹ bắt được kia, quả B. À vâng vâng. Cắt cho quả kia nó lên. Thank you.
Thank you.